Xin chào các em, chúng ta lại tiếp tục cái đề sửa đề làm phân từ câu 21 đến câu 34. Thì câu 21, thủy phân hồng bằng mol peptide X mạch thở thu được là 3 cờ li. Câu 21. Câu này chỉ là một câu lý thuyết thôi. Thì ở đây chúng ta có ba cái thủy phân cờ li, một ala và một van. Thì ở đây sắp xếp lại thành một cái đoạn mạch là peptide 5, tức là beta peptide. Thì có bao nhiêu cấu tạo của cái beta peptide đó phù hợp? Thì ta chọn cái thằng peptide con mạch dài nhất. Thì ở đây chúng ta thấy là có cờ li và van. Thì tổng số cờ li là 3 cờ li, ala chỉ là 1. Và ta phát hiện rằng là có một cái mạch nhỏ là ala cờ li. Thế thì ala chỉ có 1 và peptide có tính thứ tự, cho nên là ala cờ li buộc phải nằm ở dạng như thế này. Đấy, ala cờ li. Như vậy ta xây dựng được một peptide 4. Thì ngoài ra chúng ta còn có một cái thằng nữa là cờ li ala. Gliala, ở đây không thể nào có gliala. Cái gì gliala muốn có thì phải là xuất hiện gli nữa ở vị trí đầu tiên. Như vậy đây chính là cái tiếp của chúng ta. Gliala, gli vâng. Vậy chúng ta chỉ có đúng một câu bài. Câu 21 là đáp án C. Câu 22 là một câu lý thuyết tới 6 phát biểu. Như vậy có 6 phát biểu như thế này, và hỏi rằng là phát biểu nào đó, tức là thí nghiệm nào xảy ra trong khoa học, thì buộc là không còn cách nào dễ nhất bằng cách là chúng ta phải học từng phương trình một. Phương trình A, C2H4 và dung dịch Brom có xảy ra phản ứng. B, bông nhúng vào 2S4 đạt 70%. 70% phải chú ý là phải là đạt. Như vậy là thì cái bông gòn chính là thằng polysaccharide, và polysaccharide thì bị axit uric đạp hút nước và trở thành than sau đó bị đốt cháy. Như vậy ở đây chúng ta thấy câu 22 phát biểu A là đúng rồi, nhưng mà phát biểu B chú ý giùm thầy đó là C6H2O 5 lần chính là cellulose bị axit uric đạp hút nước thành ra carbon. Và carbon là tiếp tục bị oxy hóa bởi axit uric đạp luôn. Và quá trình hút nước ban đầu là quá nhiệt, ta đã tự cung cấp nhiệt ban đầu và bị oxy hóa thành khí CO2, SO2 là sản phẩm khử của axit uric đạp. Như vậy rõ ràng là xảy ra phản ứng oxy hóa khử. Câu B này thuộc về chương trình của lớp 10. Nằm trong cái phần là tính chất của axit sulfuric đặc. Phương trình C là hydro vào G linoleic. Thì trong phần đầu thầy có nói rằng là các axit béo không no là oleic và linoleic. Thì không no cho nên là có liên kết pi và bị khử bởi hydro. Như vậy là C có xảy ra phản ứng. Đúng không ạ? Thì là giấm ăn phản ứng với thằng bazơ là etinamin. Vậy dê cũng có xảy ra phản ứng. E là NaOH tác dụng với lysine. Thế em chú ý giùm thầy, lysine mặc dù có tính bazơ, có môi trường bazơ, nhưng mà tính là tính lượng tính. Như vậy cái E này em chú ý giùm thầy, lysine. Đấy, vậy là nó tạo ra môi trường có pH lớn vậy. Môi trường bazơ, môi trường kiềm thôi. Nhưng mà tính là tính lượng tính. Nhưng mà tính chất là tính lượng tính. Tính lượng tính cho nên là phản ứng với cả axit và cả bazơ. Phản ứng với cả axit và cả bazơ luôn. Cho nên ở đây là vẫn phản ứng bình thường. Làm cho uy tín trên sân màu xanh. Bởi vì pH 7
phản ứng màu với phenolphthalein làm cho phenolphthalein chuyển sang hóa học. Nhưng mà về phản ứng hóa học thì nó vẫn là tính lượng tính, vẫn phản ứng với nào bạn? Dê thì acid formic thực hiện phản tráng bạc bạc nitrat môi trường ammonia. Như vậy xin lỗi tôi L sẽ là như vậy, đây cả 6 cái phản ứng chúng ta đều xảy ra, cho nên đáp án đúng là đáp án C. Và còn phần 2, 23, phát biểu nào sau đây là sai? Thì câu 23 thì ở đây phát biểu sai đó chính là đáp án C, amylin. Ở đây nó chỉ kiểm tra chúng ta về mặt nhận biết thôi. Amylin C6H5 NH2. Hôm qua thầy đã nói rồi, cái vòng benzen hút electron, hút electron đúng cặp electron tự do trên nitơ, cho nên dẫn đến là lực 3 giờ của amylin là yếu hơn hẳn so với thằng ammonia. Cặp electron này không có bị tác động với vòng benzen, cho nên về lực 3 giờ ammonia mạnh hơn amylin. Rồi 23 C là phương án chúng ta còn chọn. 24 phát biểu nào sai? 24, 25 đều phát biểu sai. Hôm nay chúng ta qua lại 24. Phát biểu sai câu 24 là thì chúng ta thấy là phát biểu sai là dê, dầu thực vật và dầu bôi trơn, dầu nhớt bôi trơn. Thì dầu thực vật là chất béo, thành phần chính của chất béo đúng, nhưng mà dầu nhớt bôi trơn chỉ là hydrocarbon. Câu này thì không có khó. Quý vị mà 24 vậy. 25 phát biểu sai là methyl acrylate, phát biểu C đó, làm mất màu nước brom, bởi vì acrylate là một cái thằng axit nổi tiếng rồi đó. Và methyl acrylate thì là chất đầu, tức là monomer đó, là chọn đầu để chúng ta trùng hợp tạo nên gì. Thầy xin lỗi, là nó gần giống với chất đầu để trùng hợp tạo nên thằng thủy tinh hữu cơ methyl metacrylate, còn đây là methyl acrylate. Vậy câu 25 khá gì á? Đáp án C. Vậy 21 với 25 là tương đối là dễ. Bây giờ 26, cho cái chất sau, số chất mà phản ứng với HCl là chất này. Vậy chất mà phản ứng HCl thì chất đó phải có tính 3 giờ. Và thứ hai, chất đó phải có tính lượng tính trong cái nhóm chất của chúng ta. Vậy thì anilin là một chất, glycine, alanilin. Còn 26, như vậy đó là glycine, alanin. Amylin và peptide là alanin. Câu 27 là câu toán. Bắt đầu những cái câu như thế này là hay đấy. Câu 27 lý thuyết nắm vững rồi, nhưng mà cũng cần phải làm bài tập toán cho nó tốt để xóa bài. Hỗn hợp X gồm hai thằng axit béo, nhưng mà chú ý ở đây là axit béo thì nó ban, axit ban và axit stearic. Đấy, mỗi thằng này là no, cho nên là số những cái pi chỉ là một, là k bằng một, k bọn này là bằng một. Đấy, là gesteri, y là g đấy, chưa xin lỗi là gesteri. Gesteri này mà chúng ta đọc đề chú ý giùm thầy. Đó, trong thí nghiệm 2 khi mà thủy phân trong NaOH
thì chúng ta chỉ thu được muối của axit palmitic, tức là thu được palmitat và stearat. Vậy thì thằng Y này, cái thành phần của nó là ba thằng axit đó, ba thằng axit này chỉ được ghép tạo ra Y ấy, xuất phát từ palmitic và stearic. Tại vì hỗn hợp này khi mà tác dụng nào á thì chỉ thu được palmitat và stearat. Em chú ý cho nên là thằng Y này á, cái thành phần axit trong este đó thì chỉ là stearic hoặc là palmitic. Cho nên GSIP phải là K bằng 3. K bằng 3 chỉ là ba cái chất este thôi, còn lại thành phần gốc axit là non. Như vậy các ý tưởng ban đầu chúng ta là phải phụ thuộc vào thí nghiệm 2. Thí nghiệm 2 trước thôi. Vậy trong thí nghiệm 2 này thì cái hỗn hợp có nhóm chất là COO, COOH, COO, nhóm chất axit và este. Phản ứng với NaOH thì số mol NaOH phản ứng là 0.3. Thì đây chúng ta nhận xét hiện tại có một nhận xét rất quan trọng là số mol NaOH phải bằng số mol cái nhóm chất carboxylic hoặc là carboxylic hoặc là carboxylat este. Vậy cho nên tổng số mol nhóm chất carboxyl trong cái hỗn hợp X bằng mol số mol NaOH và bằng 0.3. Từ đây chúng ta sẽ nảy sinh cái ý tưởng gì? Đó chính là số mol oxy trong hỗn hợp X. Đấy, như vậy thì trong hỗn hợp X, thí nghiệm 1, thí nghiệm 2 đều như nhau, cho nên là chúng ta sẽ suy ra số mol oxy trong hỗn hợp X sẽ bằng 2 lần 0.3. Và trong cái thí nghiệm đốt cháy, người ta cho oxy cháy, cho CO2. Và ở đây chúng ta tính được oxy trong hỗn hợp X thì chúng ta bảo toàn oxy thì chúng ta suy ra, thì nói nhanh nha, bảo toàn oxy thì chúng ta suy ra số mol nước trong phản ứng cháy. Như vậy số mol nước bằng oxy trong X, không phải sáu, cộng oxy trong thành phần oxy tham gia phản cháy là 2 lần. Ở đây thầy ghi nhanh như thế này và các bạn bấm máy tính vào và trừ cho oxy nằm trong CO2 là 2 lần CO2. Vậy các bạn sẽ tính ra được số mol nước bằng là 0.15. Tiếp tục chúng ta chú ý thằng thầy là cái độ bốc bão hòa K. Vậy thì cái hỗn hợp chúng ta là có hai thằng K bằng 1, hai thằng K bằng 1 gây ra cái lượng CO2 bằng nước. Đó. Và chúng ta nhận xét thằng thầy là khi đốt cháy hỗn hợp X thì số mol CO2 bằng số mol thầy nhầm ở đây nha, số mol oxy đây là 5.25, bấm là 5.25, 5.25 trong phản ứng cháy, trong khi đó là số mol CO2 là bằng 5.35 mol. Để cho anh đọc khi đốt cháy thằng axit ban và axit stearate thì lượng CO2 bằng lượng nước do K bằng 1. Mà lúc này lượng CO2 5.35 lớn hơn 5.25 lượng nước. Chỉ có thể gây ra bởi là nào? Bởi GSTI với K bằng 3. Như vậy thì ở đây chúng ta có một cái công thức tính số mol và có phụ thuộc vào độ bốc bão hòa. Đó chính là số mol của GSTI là bằng gây ra độ lớn thì cứ lấy lớn trừ bé là lớn trừ bé 5.35 trừ 5.25 lớn trừ bé chia cho là gì, k của y trừ 1, k của y là 3 và trừ 1. Các bạn bằng mắt tính sẽ bạn suy ra được số mol y bằng 0.05. Như vậy số mol của GST bằng 0.05. Nếu mà số mol của GST mà có 0.5 thì ta quay lại cái thí nghiệm 2. Rồi yêu cầu đề bài là tính nó khối lượng hỗn hợp muối trong phản ứng sản hóa. Thì trong cái thí nghiệm 2 này chúng ta chú ý thầy, thành phần tham gia phản ứng là hai axit còn este còn NaOH. Và sản phẩm tạo thành là, chú ý thầy là thằng axit
thì khi phản ứng NaH thì có nước luôn. Cho nên ở đây chúng ta phải suy ra ngay luôn. À, chúng ta suy ra được cái số mol axit chứ không? À, được. À, chúng ta sẽ chú ý cho chỗ này. Tổng NaH, NaH này là thứ nhất là vừa trung hòa axit, thứ hai là sạc hoàn hóa ethyl, và số mol ethyl là 0.05. Thì số mol NaH để sạc hoàn hóa chia ethyl phải là 0.15. Vậy suy ra số mol NaH trung hòa. NaH trung hòa, hay là thầy làm nhanh luôn là số mol tổng số mol axit, đúng không? Là bằng 0.3 bằng NaH ban đầu trừ NaH tham gia phản ứng sạc hoàn hóa 3 lần 0.05. Em hình dung ra được không? Đấy, như vậy là bằng 0.15. Như vậy số mol axit bằng 0.15. Thì ở đây chú ý giùm thầy suy ra ngay số mol nước, nước của quá trình trung hòa viết tắt nha, chứ không phải nước của quá trình đốt cháy trong tiết niệu 1. Nước của quá trình trung hòa bằng lượng axit bằng 0.15. Như vậy cái sản phẩm của chúng ta là có nước này, và còn cái thằng nào nữa? Glycerol C3H5 OH3 là glycerol này sinh ra từ đâu? Sinh ra bởi thằng truyền đen. Đúng không? Như vậy bằng lượng 0.05. Như vậy thì báo cáo khối lượng là ra được khối lượng của tổng khối lượng của muối. À, làm nhanh này. Như vậy báo cáo khối lượng. Như vậy chúng ta sẽ có là khối lượng của gì? Khối lượng của hỗn hợp X cộng khối lượng NaH bằng khối lượng nước cộng khối lượng glycerol và cộng cho khối lượng muối. Nhưng mà cái hay của chế độ cuối cùng này, ý tưởng là như vậy nhưng mà làm sao tính được khối lượng hỗn hợp axit béo và khối lượng chất béo, khối lượng ít, khối lượng hỗn hợp ít. Cái ý tưởng đó bao nhiêu khối lượng dễ rồi, nhưng mà làm sao tính được khối lượng hỗn hợp ít đó? Thì tại vì chúng ta không thể nào tính được số mol của axit benzoic và số mol của stearic. Giờ này chúng ta đi tính nữa rất là tốn thời gian. Nhưng mà trong cái phản ứng cháy thì bạn chú ý hiện tại tổng khối lượng carbon của hỗn hợp X thông qua sơ hòa, tổng khối lượng hydro của hỗn hợp X thông qua nước, và số mol oxy của hỗn hợp X là 0.6. Như vậy chúng ta cộng các nguyên tố lại là ra được hỗn hợp X. Cho nên đây chúng ta sẽ có như sau: khối lượng hỗn hợp X là 12 lần, và khối lượng carbon 12 lần CO2 5.35, cộng hydro là 2 lần nước 2 lần 5.25. À, cộng với oxy là 16 lần oxy đây 0.16. Đấy, đây chính là x, đúng không? Cộng với NaH là 40.03, trừ cho nước 0.15, nhân 18, trừ cho glycerol là 92, 0.05. Như vậy còn là chính là khối lượng hỗn hợp muối. Và một câu tương đối là cũng hay ở cái câu 27. Giờ qua câu 28. Câu 28 thì dễ hơn câu 27, nhưng mà cũng là một cái câu nói chung là tương đối, là ý tưởng là tương đối là mới. Câu 28 là thủy phân ethyl 0.11 bằng NaH. Thì đầu tiên tính số mol NaH là câu 28. Số mol NaH là vậy nên tính ra được hay là 0.21. Thì số mol NaH là bằng 2 lần số mol ethyl. Như vậy thì chúng ta thấy là ethyl hạn chất. Cho nên chúng ta khi đọc đề bài chúng ta thấy là thủy phân thì sản phẩm thu được ancol, một ancol thôi, và hỗn hợp là hai ethyl đơn chất XY. Như vậy ethyl hai chất này xuất phát từ ancol hai chất và hai thằng axit rời nhau. Thế thì chắc chắn là dẫn đến là số mol mỗi thằng axit là phải bằng nhau và bằng luôn số mol ethyl.
Như vậy đây chúng ta sẽ xuống bảng ngay. Số mol của axit X bằng số mol của axit Y bằng số mol của FeNO bằng 0.1. Và khối lượng của muối cũng bằng luôn số mol axit bằng muối bằng số mol một muối. Trong khi đó là khối lượng hỗn hợp hai muối là bằng 16. Vậy đây chúng ta thấy rằng số mol mà bằng nhau và chúng ta có số mol hỗn hợp, số mol mỗi thằng muối là 0.1. Đó, thì làm ra thôi. Thì chúng ta sẽ làm được cái gì? Khối lượng mol trung bình của muối sẽ bằng là khối lượng hỗn hợp là 16 chia cho số mol hỗn hợp, chú ý giùm thầy là 0.2. Thì số mol mỗi muối là 0.1. Vậy thì số mol hỗn hợp muối là 0.2. Như vậy sẽ bằng bao nhiêu? Bằng 80. Khối lượng mol muối natri mà bằng 80 thì có gì hay? Bởi vì muối carboxylat cái gốc COONa đã là 67. HCONa là muối natri thấp nhất là 68. Và muối tiếp theo là axit gì? Muối natri acetat là 82 rồi. Vậy điều này chỉ xảy ra khi và chỉ khi là có HCONa với 0.1. Thì bây giờ 0.1 mol thì ứng với 6.8 gram thì muối còn lại là gì? RCONa cũng 0.1 mol. Và bạn lấy là cái lượng hỗn hợp 16 hoặc là bạn có cách tính khác, có nhiều cách tính ở đây ra làm như thế nào cũng được. Bạn tính khối lượng là khối lượng của muối này bằng 16 trừ đi 6.8 rồi bạn chia 0.1. Nhưng mà thầy có thể tính hẳn như sau. Bằng gì? 80 đúng không? Khối lượng mol trung bình là 80. 80 nhân 2 là đây là khối giống như là trung bình cộng rồi. Vì số mol mỗi muối bằng nhau. Mà trừ cho bằng 68. Nó ra ngay luôn. Như vậy bằng 92. 92 thì nó chỉ có thể là bằng 67 cộng là 25. Như vậy nó là HCO này. Bạn tính nháp được này chúng ta nhé. Như vậy chúng ta thấy là 32. Câu 29. Cho m gam hỗn hợp là glucose thực hiện phản chắn bạc thì số mol bạc thì 6.48 chia cho 108 bằng 0.6 mol. Thì glucose thực hiện chắn bạc như nhau, cho nên là bạn chúng ta nói là số mol mono sẽ bằng bạc chia 2 bằng 0.6 chia 2 bằng 0.3. Và bạn nhân ra 180 đó thì nó ra đáp số thôi, 5.4 câu 29 là 5.3. Câu 30 là một cái câu biện luận, một câu cái câu dạng là biện luận nhận biết á. Thì vì bạn vừa chúng ta đó là vừa nhìn đáp án và vừa nhìn các tính chất hiện tượng của đề thi. Như vậy chất X phản ứng vì tím làm vì tím chuyển sang màu xanh. Câu 30. Chất X làm vì tím chuyển sang màu xanh thì ở đây chúng ta gọi ngay là gì? Anilin. Với chất X này thì chúng ta loại C, loại anilin. Với đọc chất cuối cùng cũng được, nhưng thôi là các bạn đọc từng chất là X, Y, Z, T. Nhưng mà theo thầy là các bạn đọc ngược lại. T là phản ứng với đồng hydroxit ra hỗn hợp màu tím, tức là phản ứng màu bioret. Và phản ứng màu bioret là từ để nhận biết từ truy peptide trở lên. Như vậy thì thí nghiệm của chất T và chúng ta chọn là truy peptide. Truy peptide và ở đây truy peptide trong cái đáp án là chỉ có đáp án gì? Đó là cách chọn của câu 30 và cũng là cách giải mà để quen thuộc của một cái câu nhận biết. Câu 31. Câu 31 tại cái số 7.
Câu 31. Hỗn hợp M gồm một aldehyde đơn chất và một alkin. Một aldehyde và một alkin có cùng số nguyên tử carbon. Và trong cái thí nghiệm 1, bạn đọc ngay lại số carbon trung bình bằng CO2 chia hỗn hợp. Đúng không? Còn bằng 42. Và hai thằng này cùng số carbon. Như vậy mỗi thằng là hai carbon. Và acetylen alkin mà có hai carbon chỉ có thể là acetylen. Còn aldehyde mà có hai carbon thì là có hai trường hợp. Trường hợp một là CH3 CH4. Tại đề bài không bảo là đơn chất hay đa chất thì vẫn còn trường hợp hai, đó là gì? Aldehyde oxalic. Câu này cũng khá là hay, dẫn đến là chúng ta có hai thí nghiệm, chúng ta phải thử có hai thí nghiệm, hai trường hợp khác nhau, và mỗi trường hợp nào mà thỏa mãn cái đáp số, tức là có trong đáp số thì chúng ta chọn, tức là chúng ta có thể là có hai nghiệm, nhưng mà nghiệm nào mà có mặt trong các đáp số A, B, C, D đó thì chúng ta chọn, chứ không phải là chúng ta loại đi các trường hợp. Giờ chúng ta thử với trường hợp một. Của thí nghiệm 2 đúng không? Vậy là 0,1 mol hỗn hợp M thực hiện tráng bạc. Không phải tráng bạc mà phản ứng với bạc nitrat ammonia thì thu được tổng kết tủ là 22,56. Thì thử luôn CH2 đặt amon anhydride acetic đặt là 0,1 trừ A. Còn nó đặt B cũng được. Làm gì đó nha. Như vậy kết tủ là gì? Kết tủ A này là bạc acetyleno C2AG2. Phân tử tối này là 240, cũng là A1. Và kim loại bạc là 2 lần 2,1 trừ A. Vậy thì A này nhân 240, A này nhân 108 và giải phương trình hai này cộng lại, anh cứ tụ tổng lại bằng 22,56. À, như vậy thì chúng ta sẽ giải ra được A bằng. Và ở đây chúng ta giải ra được A bằng 0,04. Suy ra là acetylen bằng 0,04, tức là 40%, thì anhydride sẽ là 60%. Rồi chúng ta sẽ ra được đáp án A. A này bằng 0,04. Thì dạng này sẽ là 0,06. Đúng không? Như vậy phần trăm số 1 CH3CH1 sẽ bằng là 60%. Vậy ở đây chọn ngay đáp án A, không còn giải nữa. Bởi vì nếu mà giải nữa thì sẽ ra một cái đáp án, một cái con số khác. Và số đó dĩ nhiên nếu mà giả sử là nó là đáp án C đi thì dẫn đến là chúng ta vô lý, không thể giải được, không thể chọn được đáp án. Vậy thì khi mà ra được đáp án rồi, A rồi, thì chọn luôn, không cần xét trường hợp thứ hai. Vậy chúng ta nói là xử lý câu 31. Câu 32. Thủy phân là một cái thằng beta-peptide. Beta-peptide này hình thành bởi những cái mắc xích là alpha-amino acid. Chúng ta đọc đề bài là NH2COH CNH2N, tức là đơn chức cái nhóm NH2 và nhóm CH rồi, và là NO CNH2 là hóa trị 2 là NO. Về thu được mối, như vậy thì cái câu 32 này là cái câu rất là bình thường, và chúng ta chỉ là dò cái công thức của chúng ta thôi. Rồi thí nghiệm một đấy. À, thí nghiệm một em chú ý giùm thầy số, thầy ghi cái phương trình thôi. F5 thì còn 5 nào á, em thu được mối và chú ý giùm thầy chỉ là một nước thôi. À, tại sao một nước thì em chú ý là cái peptide nó có một nhóm CH ở phần đuôi, cho nên chỉ xảy ra một quá trình trung hòa. Rồi số mol nước đặt là A, à, thì khối lượng nước là 18 A. Thì suy ra nào á, sẽ là 5A về số mol nhân 40 là khối lượng 5A. Peptide là 9,24. Đấy. Thì em sẽ suy ra được cho thầy mối
bao nhiêu gam? Ủa thầy xin lỗi, có muối rồi. Muối là 12,88. Thì em sẽ suy ra được cái này là số mol của nào ha? Hay là số mol nước? Mà số mol nước chính là số mol của peptide. À, như vậy ra được là thằng A nằm trong 2002. Đây là số mol của protein của beta peptide trong 2002. Thì qua thí nghiệm 2. Thí nghiệm 2 là thủy phân beta peptide trong môi trường axit. Và PEP5. PEP5. Thì ở đây là đầu tiên là còn 4 nước. Chú ý thầy, PEP5 thì có 4 liên kết peptide cho nên còn 4 phân tử nước để cắt đứt cái 4 cái liên kết peptide. Sau đó hình thành được 5 amino acid này phản ứng với 5 thằng HCl là thu được cái loại muối thứ hai. À, muối clo. Muối amino clo. Yêu cầu đề bài tính khối lượng muối. Vậy thì ở đây chúng ta có 0,02 rồi này. Thì số mol nước là 0,08 rồi. Và số mol HCl 0,1. Bạn cộng vào các khối lượng là ra khối lượng muối và ra là đáp án C. Như vậy đó là 32 câu đầu tiếp theo. Như vậy còn 8 câu cuối cùng, thầy hẹn ở video thứ 3. Xin chào các em.